Bây giờ thì các bạn khóa sinh có những câu hỏi nào muốn đặt cho cô Thảo Vân thì các bạn có thể giơ tay được không ạ? Rồi xin mời một bạn nữ ngồi hàng đầu ạ. Con xin kính bạch Chư Tăng và các bạn khóa sinh ở trong đây, và đặc biệt là con xin chào cô Thảo Vân ạ. Con xin phép được chia sẻ một chút là với con, cô chính là một phần trong tuổi thơ của con. Con biết cô từ hồi rất là lâu rồi, từ hồi cái chương trình gặp nhau cuối tuần ấy. Và cũng suốt là mấy năm rồi, và con luôn luôn rất là hâm mộ cô. Và sau đây thì con cũng muốn hỏi cô là làm sao để con có thể được giữ được bình tĩnh và kiềm chế được cảm xúc khi mà mình muốn nói cho người khác một vấn đề của mình ấy ạ. Dạ, con xin cảm ơn cô ạ. Một câu hỏi rất là hay phải không ạ, với vai trò là một MC ạ. Cảm ơn, xin được cảm ơn em. Cảm ơn con đã cùng chia sẻ, và cô tin là đây cũng là điều mà rất nhiều bạn quan tâm. Ngay đến cả cô bây giờ, việc mà kiềm chế cảm xúc vẫn là việc mà cô phải học hàng ngày. Chúng ta không phải là ngay một lúc chúng ta làm được đâu. Nhất là ở tuổi các em, ở cái lứa tuổi mà còn đang trẻ trung và đang rất là bồng bột. Ngay trong cảm xúc cũng thế, chúng ta rất là bồng bột, và nhiều lúc chúng ta làm xong chúng ta thấy là ôi chết rồi, mình đã làm kiểu sai rồi. Thế nhưng như lúc nãy cô chia sẻ, một trong những cách rất là quan trọng đấy là các em đừng vội quyết định ngay trong những giây đầu tiên. Các em cố gắng để cảm xúc của mình trôi qua trong một vài giây đã. Sau đó các em cố gắng điềm tĩnh để lựa chọn cách mà chúng ta nên đối mặt bây giờ. Có thể sau khi các em đã để 30 giây trôi qua, các em vẫn tiếp tục hành động sai, không sao. Bởi vì các em còn trẻ, các em sẽ còn rất nhiều những vấp váp, rất nhiều những quyết định sai. Nhưng các em phải có tinh thần luôn luôn học. Các em học từng ngày. Ví dụ hôm nay các em giải quyết vấn đề này, các em thấy là ồ, hôm nay mình giải quyết cái này được này. Nhưng về nhà đừng quên nó đi, mà hãy nhớ lại nó một lần nữa, nghĩ rằng là hôm nay lúc cái mình xử lý như thế đã được chưa nhở, đã hay chưa nhở, nếu bây giờ mà mình xử lý lại mình sẽ làm gì. Em đưa ra một số những phương pháp nữa, cứ mỗi một ngày trước một sự việc, một vấn đề mà em về em nghĩ lại nó một chút, em đưa ra một vài cách thức nữa, thì cô tin sẽ không lâu đâu em sẽ có một cách rất là điềm tĩnh, và một cái sự sử dụng, một cái cách để chúng ta ứng phó với tình huống rất là tốt. Có nghĩa là chúng ta cố gắng bình tĩnh và chúng ta phải học từng ngày. Học từng ngày. Con xin cảm ơn cô.